Mắt, tôi với cậu Tuấn đang đi lên đây. Dụng cụ chụp hình cậu phải chuẩn bị sẵn. Mấy người đi chuyến sau đi. Đóng cửa lại. Tôi nhận ra cô. Tôi cũng nhận ra anh. Trải qua bao nhiêu năm rồi, anh vẫn còn nhớ điều mà anh làm với tôi. Vậy cô tiếp cận tôi với mục đích gì hả? Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi. Cô phải làm cho tốt công việc này của cô đó. Kim-un. Cậu Tuấn, nhớ cẩn thận, quay trở lại đi. Giới thiệu với anh, hai vị này là trợ lý của tôi, Percy, Mark.